Rồi, mến chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái sản phẩm, đây là kiềm bấm code của Licota, mã hàng là ACB30001C. Thì đối với dòng kiềm bấm code này, anh em có thể tận dụng để chúng ta sử dụng trong những cái đầu code xe máy, đầu code trong thiết bị điện v.v. Thì ở đây anh em mình nhìn thấy cái sản phẩm này có bọc cao su ở phần tay cán cầm. Cái phần này rất là êm tay và giúp cho anh em mình có thể là dễ dàng thao tác trong quá trình chúng ta làm việc, cũng như là cái sản phẩm này rất là nhẹ. Ở đây nhẹ là nhẹ, chúng ta quá trình bóp vô rất là êm và thoải mái, giúp cho cái thao tác chúng ta bấm không bị đau tay và chúng ta có thể làm việc nhiều sản phẩm trong một thời gian dài. Thì đối với dòng sản phẩm Licota này là một cái sản phẩm được xuất xứ tại Đài Loan và sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan, và chúng ta được sử dụng với một cái mức giá khá là hợp lý. Bởi vì cái dòng kiềm bấm code này mình thấy khi mà chúng ta bóp vô rất là êm so với những cái dòng kiềm của Trung Quốc khác. Và khi mà chúng ta bóp code, chúng ta cảm thấy nó ăn vào phần code rất là nhẹ, ôm sát phần code. Và đây là cái lẫy để giúp cho chúng ta có thể tháo cái ngàm của kiềm trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì lỡ chúng ta có bóp nó bị sai hay gì đó thì chúng ta có thể là dễ dàng tháo ra tại bất kỳ cái vị trí nào. Không nhất thiết là đợi đến lúc mà chúng ta bóp hoàn toàn cái code lại chúng ta mới tháo ra được. Thì đối với dòng bấm code của Licota này thì có chiều dài tổng quát khoảng 220mm, và nó sẽ có những thông số trên cái sản phẩm luôn. Mình có nhìn, các bạn nhìn thấy qua cái bao bì. Và cái dòng kiềm bấm code này cũng sẽ có nhiều loại, nhưng riêng đối với dòng anh em mà sử dụng trong cái xe máy hoặc là những thiết bị điện thì chúng ta sử dụng cái dòng kiềm có mã hàng là 30001C này. Ở đây thì mình sẽ bấm một cái đầu có trần và không có dây điện để cho anh em mình xem khi chúng ta bấm một cái đầu có trần như thế nào. Mình lựa chọn một cái đầu code cho nó phù hợp với cái ngàm của code. Thì trên thị trường sẽ rất nhiều đầu code với nhiều cái kích cỡ khác nhau, thì chúng ta sẽ lựa cái sản phẩm, cái đầu code nào cho nó phù hợp với cái ngàm của cái kiềm bấm code và phù hợp với cái sợi dây điện chúng ta thao tác. Ở đây thì khi chúng ta đưa vào bên trong cái ngàm cho nó phù hợp, cho nó đúng, thì chúng ta sẽ bóp lại. Thì đây mình bóp một cái đầu code không có dây điện cho anh em xem nhé. Thì khi chúng ta bóp mạnh hết lực tay thì kiềm sẽ tự động ngã ra và chúng ta chỉ còn việc lấy cái đầu code ra. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái đầu code được bóp lại rất là sát giữa cái đầu dây điện, một cái ngàm kẹp dây điện và một cái ngàm kẹp nhựa. Thì đối với cái đầu code này nó kẹp hai lần, một lần kẹp vào vỏ nhựa và một lần kẹp vào sợi dây điện, cái lõi đồng của dây điện ha. Thì chúng ta để cho nó đúng vị trí và chúng ta sẽ bóp lại. Ở đây mình thao tác lại một lần nữa cho anh em xem. Mình sẽ di dời cái camera ra phía xa hơn chút xíu để cho anh em nhìn gần rõ hơn. Đây, chúng ta sẽ để đúng vào vị trí của cái đầu code. Thật ra có nhiều đầu code khác nhau, kích thước khác nhau, cho nên anh em mình lựa cái đầu code cho nó phù hợp với cây kiềm của chúng ta thì cái thao tác chúng ta sẽ nhẹ nhàng và nó không có bị dính vào cái phần đầu code, không bị dính vào cây kiềm nhé. Là đây, bấm lại lần thứ hai cho anh em xem, một cái đầu code không có lõi đồng. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác trên một cái sợi dây điện thực tế. Chúng ta lựa cái đầu code cho nó phù hợp với cái sợi dây điện và chúng ta đặt vào vị trí của cây kiềm. Sau đó chúng ta bóp tay vừa đến một cái điểm cứng phù hợp để cho nó thể giữ được đầu code và chúng ta xỏ sợi dây điện vào bên trong. Và chúng ta sẽ bóp hết lực tay cho đến khi kiềm code được bóp sát thì chúng ta thả tay ra. Thì đối với những cái đầu code như thế này thì anh em mình chú ý chúng ta làm sao để cho cái sợi dây điện khi chúng ta tuốt nó sẽ có cái cử để tránh tuốt quá dài hoặc là quá ngắn. Thì khi mà anh em xỏ cái sợi dây điện vào bên trong á thì chúng ta sẽ xỏ làm sao cho cái lõi đồng nó vừa đến cái vị trí tiếp xúc với cái đầu sắt phía trên hoặc là nó sẽ ngắn hơn chút xíu.
để cho cái phần đầu cót sẽ bóp, sẽ ôm được một phần dưới là ôm vào phần vỏ nhựa và phần trên sẽ ôm vào được lõi đồng cho nó đẹp nha. Ở đây thì mình làm cái thao tác nó hơi nhanh nên chưa có được hoàn mỹ lắm.